Xin kính chào quý bà anh chị em Lịch Công giáo tháng tuần. Hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2021, lễ kính Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa. 11 thứ hai, 12 thứ ba, 13 thứ tư, lễ nhớ thánh Hilario giám mục tiến sĩ. 14 thứ năm, 15 thứ sáu, 16 thứ bảy, 17 chủ nhật thứ hai của thường niên, lễ nhớ thánh Anh Tôn Quyền Phụ. Sau đây là lịch phục vụ cho tuần tới. Tuần tới thì phần đọc sách sẽ được cô Phượng Trần, phần lời nguyện giáo nhân sẽ do anh Phong Huỳnh, phần dâng lễ vật sẽ do anh chị Đức và Phượng. Các em cũng lễ gồm có Kết Liệu, Kimberly và anh Huấn. Ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta vui mừng chào đón cha Paulo Trịnh Ngọc Sinh, ngài đến từ cộng đoàn Springfield, Massachusetts. Xin mọi người chúng ta cho cha Paulo một tràng pháo tay chào mừng. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để bắt đầu hiệp dâng thánh lễ. Thiên Chúa toàn năng và đồng anh chị em.
Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng song hiệu trì cùng với Chúa Cha, là một với Chúa Thánh Thần, đến muôn con muôn đời. Amen. Bài đọc luôn. Này là tôi tớ ta đã hài lòng về người. Chính sách tiên tri Isaiah, đây là lời Chúa phán. Này là tôi tớ ta mà nâng đỡ, là người ta, là người ta chọn. Ta hài lòng về người, ta ban thần chí ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lo bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không ngao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu. Vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, để cầm lấy tay con, để gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Chúa dùng thánh thần mà sức dầu tấn phong cho người. Chức sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng:
quả thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi chúng ta khởi đầu từ Galilea sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người, người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa. Bản tính Thiên Chúa của chính mình là Đức Giêsu Kitô.
Vì thế, Chúa Giêsu không có tội gì hết, nhưng Ngài vẫn lãnh bí tích rửa tội để Ngài muốn dạy chúng ta rằng muốn trở thành con cái Thiên Chúa không có một con đường nào khác là phải lãnh nhận bí tích rửa tội. Mà một điều chúng ta thấy trong Thánh Thánh Lễ hôm nay chúng ta được cái vinh hạnh là giáo hội chào đón một thai nhi, một em bé gia nhập trở thành con cái của Thiên Chúa. Vì thế bí tích rửa tội mà Chúa Giêsu lãnh nhận là để chỉ cho chúng ta thấy rằng chỉ có một và một con đường duy nhất mà thôi để trở thành con cái của Thiên Chúa là phải qua bí tích rửa tội. Chúa Giêsu không có tội, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cái con đường đó để mà đi. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu không có tội, nhưng Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy muốn được hưởng thiên đàng với Ngài hãy rửa tội là chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, nhưng không có guarantee chúng ta được hưởng hạnh phúc thiên đàng nếu chúng ta không chung tội nữa. Thì Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta trong cái hành động của tội hôm nay là Chúa Giêsu không có tội, nhưng Chúa Giêsu chu toàn lề luật của giáo hội, thì chúng ta cũng vậy. Đã trở thành con cái Chúa và muốn được hưởng hạnh phúc thiên đàng của Chúa đời sau thì chúng ta phải chu toàn những cái giáo điều, những lời luật mà Thiên Chúa và Hội Thánh đã truyền dạy cho chúng ta. Vì thế ngày hôm nay chúng ta mừng chứng Chúa Giêsu là bí tích rửa tội là không phải cho Ngài mà cho chính mỗi một người chúng ta nhìn ra được cái hồng ân, cái tình yêu của Thiên Chúa quá là bao la đối với mỗi một người chúng ta. Rồi chúng ta thấy sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì Ngài có Thánh Thần không? Thưa quý bà anh chị, Ngài có đầy đủ thiên tính của Thiên Chúa thì Ngài có Thánh Thần. Như vậy Ngài có cần lãnh nhận Thánh Thần không? Thưa không. Nhưng mà tại vì chúng ta khi Adam và Eva phạm tội thì cái mối giới liên hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt. Chúng ta không có cái mối giới liên hệ và chúng ta không nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay qua bí tích rửa tội của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một thần khí mới là Chúa Thánh Thần, để qua hoạt động của Chúa Thánh Thần mỗi người chúng ta lãnh nhận, nối lại cái sự dây liên kết đó và lãnh nhận ơn Thánh Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Rồi có người sẽ hỏi là Chúa Giêsu không có tội, tại sao phải rửa tội đi rửa tội? Thưa quý bà và anh chị, tất cả mọi người chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội hay một chút nữa đây, khi cha điện ban phép rửa tội cho em bé này là giáo hội dùng nước để thanh tẩy những tội lỗi của chúng ta. Nhưng nước đó từ đâu đến? Nước đó đến từ ngày hôm nay khi Chúa Giêsu lãnh bí tích rửa tội. Chúa Giêsu không phải đến để nước thanh tẩy tội lỗi Chúa Giêsu vì Ngài không có tội, nhưng Ngài thánh hóa và làm phép để thánh hóa cho dòng nước của sông Giô-đan, và nước đó giáo hội dùng trong tất cả mỗi khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Vì thế Chúa bí tích ngày Chúa Giêsu lãnh bí tích rửa tội là muốn vàng hồng ân mà Chúa tỏ cho chúng ta. Vì thế chúng ta là những người theo Chúa thì chúng ta một lần nữa xác tín rằng qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Qua cái rửa tội của Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng muốn được hưởng hạnh phúc với Ngài, chúng ta phải chu toàn lề luật, phải sống xứng đáng là con cái Chúa. Mà muốn sống xứng đáng là con cái Chúa thì chúng ta phải làm việc và cộng tác với Chúa Thánh Thần. Vì ơn chúng ta không đủ và chúng ta không biết. Thánh Thượng Thánh Phaolô nói rất rõ là Chúa Thánh Thần luôn cầu nguyện liên lụy cho mỗi một người chúng ta bằng những tiếng than khôn tả, vì Chúa Thánh Thần biết được thánh ý của Thiên Chúa và Ngài biết được sự yếu đuối, sự mỏng dòn của chúng ta. Vì thế ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu, thì phép rửa là chúng ta tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã cho chúng ta. Chúa Giêsu có hai bản tính, con người và Thiên Chúa, không phải là cái sự đơn giản mà Chúa Giêsu muốn là có, nhưng vì chúng ta Chúa Giêsu biến thành con người mang lấy tâm vọng những con người chúng ta để Ngài nâng chúng ta lên. Vì Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa là điều đương nhiên, là bản tính Thiên Chúa là Ngài là con Thiên Chúa. Nhưng còn chúng ta không có là gì hết, nhưng mà chúng
qua cái bản tính nhân loại của Đức Giêsu Kitô. Nếu như Chúa không làm người thì chúng ta không có cơ hội để được gọi Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô là anh em, và không có cơ hội để thừa hưởng cái hạnh phúc thiên đàng qua cái bản tính của người chúng ta. Vì thế ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta biết nhìn lại cái thân xác của mình là món quà Chúa ban cho chúng ta, mà Thánh Phaolô nói là đền thờ của Chúa Thánh Thần Tượng. Thành thử chúng ta biết quý trọng cái thân xác của mình và biết quý trọng và làm cho cái thân xác của mình càng ngày càng thánh điện, càng tốt đẹp để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Vì thế chúng ta tạ ơn Chúa và muốn hồng ân này gửi đến cho chúng ta, và để điều đó chúng ta không có ai làm ngoài Chúa Thánh Thần. Hãy chạy đến với Chúa Thánh Thần vì Ngài đang và Ngài sẽ giúp tất cả mọi người chúng ta. Tôi chúc quý bà và anh chị em luôn. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi nơi tối tăm của ân sáng kỳ diệu của nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho em đây, sau khi khỏi tội nguyên tội, được trở nên đền thờ của Chúa Uy Linh, và xin Chúa cùng cho Thánh Thần ngự trong em, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa Giêsu Kitô cứu thế ban sức mạnh của Người cho con, để Người hiệp ơn ấy ra sức dầu cứu rỗi cho con. Trong cùng Đức Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị. Sau đây là phép nước. Xin mọi người chúng ta thưa xin chúc tụng Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban cho em được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chúc tụng Chúa Cha toàn năng đấng dựng nên nước và rửa sạch nuôi sống chúng con. Xin chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, đấng đã đổ nước và máu cạn sườn để hội thánh được sinh ra nhờ việc Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa tụng Chúa. Chúc tụng Chúa Thánh Thần, đấng đã sức dầu cho Đức Kitô thì Ngài được thanh tẩy trong nước sông Giô-đan, để tất cả chúng con được thanh tẩy trong Chúa. Xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Cha chúng con, xin đến giúp chúng con, xin thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai được rửa trong nước này sẽ được sạch tội và tái sinh bởi sự sống của Con cái Thiên Chúa. Xin Chúa thánh thần thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai được rửa được chết và sống lại với Đức Kitô, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau đây xin tất cả mọi người chúng ta từ bỏ và tuyên xưng đức tin. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, trẻ nhỏ anh em nhận đến sắp lãnh nhận bí tích rửa tội do lòng mến Chúa và thương người, em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy để tâm giáo dục cho em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi bị thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong em. Vậy nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích rửa tội của mình và từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, nhiều thánh tin. Chính trong đức tin này,
mà anh chị em được rửa tội. Xin mọi người chúng ta thương đừng bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi việc làm của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Xin mọi người chúng ta thương tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng và đã sống lại từ cõi chết và đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng con, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy nhận tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Anh chị, vậy anh chị có muốn cháu Maria ai đi phải rửa tội trong đức tin của Hội Thánh và tất cả chúng con được tuyên xưng đức tin không? Maria, ai đi phải cha dựng cho con nhân nhân cha và con và Thánh Thần. Xin Chúa là Cha toàn năng, Đức Giêsu Kitô chúng ta đã giải thoát con khỏi tội lỗi và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính người sự dầu cứu độ cho con, để sau khi gia nhập với thân của người, con mãi mãi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và vương đế đến mỗi sống đời. Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ của đức tin của con. Nhờ lời chỉ bảo và tin lành của thân nhân giúp đỡ, con sẽ mãi mãi hài lòng tin tuyệt bên mái con trường sinh. Con hãy nhận lấy ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng và anh chị em là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu. Ánh sáng này được trao phó cho anh chị em trong non, tức là lo lắng cho em, được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, con được nên đón với người và toàn thể các thánh trên trời. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô đứng đã làm cho kẻ tiếp được nghe, kẻ con được nói, và con hãy đón nghe và tuyên xưng đức tin để con ca ngợi vinh danh Chúa Trời. Sau đây ta xin đại diện cho cộng đoàn của giáo phận của chúng ta Manchester, nhất là nhà thờ Thánh Agustino, trân trọng tuyên bố cùng quý vị và chị em cháu Maria Ayufa vừa được rửa tội trong đạo Công Giáo Kitô của chúng ta. Xin tất cả mọi người chúng ta cho cháu Maria cha mẹ và người đỡ đầu. Anh chị em thân mến, khi Đức Kitô đón nhận phép rửa tại sông Giô-đan, Thánh Thần đã sức dầu và đưa người vào sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa để nhân loại trở nên con như dấu của Chúa Cha. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lời.
không phải chỉ cần mang danh Kitô mà phải thật sự là Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu nhận biết hồng ân cao quý của bí tích rửa tội, nỗ lực sống, đức tin và đức ái, chuyên chăm cầu nguyện và thi hành thánh ý Chúa để sống thực là con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Thần ngự xuống trên người, xin cho anh chị em tân tòng can đảm từ bỏ tội lỗi, sống đời sống đạo đức trong Chúa Thánh Thần, để cuộc sống đức tin của họ tỏa ra niềm vui, có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel. Xin cho các giáo lý viên dự tòng chăm chỉ cầu nguyện và nỗ lực nên thánh, để lời rao giảng đầy xác tín về Chúa và lòng mến Chúa yêu người của họ thắp lên ngọn lửa đức tin bừng cháy nơi nhiều tâm hồn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta can đảm thực thi chân lý và tình yêu của Chúa để trở nên mái ấm đầy ắp tình Chúa, tình người, nơi tỏa sáng màu nhiệm nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là cho toàn ban cầu lòng thương xót ngày hôm nay con của Chúa đã đặt lòng biết tích được tội trước khi chúng con con đường trở nên con cái Chúa, và Chúa hòn đất từ để chỉ cho chúng con muốn hưởng thiên đàng của Ngài, chúng con theo Ngài. Con xin chân con Chúa đã giúp đỡ hôm nay những người sự đoàn bình an, thương như ý sự đoàn chịu lòng. Chúng con cầu xin những người đang gặp khó khăn đau khổ, đặc biệt trong công trình tử, những người đang đau khổ về phần xác cũng như phần hồn, xin Chúa nghĩ an và nâng đỡ họ. Và chúng con cũng quên cầu nguyện cho những người mới qua đời trong gia đình chúng con, trong giáo xứ chúng con và những người chúng con đang biết, và đặc biệt là những linh hồn còn ở lại trong nỗi niềm tội. Xin vì lòng thương xót của Chúa mở lòng của Chúa để đón các linh hồn cầu nhang lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Của lễ đem hồn đấng sơ.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tới đây cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mong linh cho chúng ta cùng đoàn kết đôi tay người. Lạy Chúa trong ngày trước mặt Ngài Đức Kitô con yêu dấu đoàn tín hiệu chúng con dâng lên Chúa những của lễ vật này. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên hy lễ. Lễ hy sinh hoàn hảo của người là chính đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Cha lại dùng những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới. Nhờ tiếng Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng ngôi lời của Cha ở giữa loài người, và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con nhận biết Đức Kitô là tôi trung của Cha được sức giàu con lành và được sai đi rao giảng tin mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế cùng với triều đồng tiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn cao tình Cha đi lên cao cả và không ngừng tung hô rằng Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhận điểm lễ của thánh dân lên Chúa
khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế được vui lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy tấm lòng của người thì trở nên một thánh thể và một tinh thần của Chúa Chúa chúng tôi. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Lăng Thanh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin mùa lễ hòa giải này đem lại ơn bình an và cứu độ cho toàn thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa đang trên đường lữ thử trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp chư tôn nhân Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tục mọi con cái Cha đang tàn nát thức với Cha. Chúng con xin cầu cho tất cả những linh hồn con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay bên xa linh thiêng sĩ Maria nguyễn thị huệ lễ chỗ Giuse nguyễn trực đang linh chương chướng Vicente nguyễn ngọc hiệu Giuse phụ thanh bùi gia đình nữa cũng xin lễ Maria lễ 100 ngày lễ chỗ Phêrô, Gioan, Basta, Giuse và các linh hồn mồ côi và một gia đình xin lễ tạ ơn nhân kỷ niệm lễ thần hôm 34 năm. Xin Thiên Chúa tiếp tục làm nhiều ơn lành sức chân chị. Gia đình khác xin lễ được bằng an và gia đình xin được khỏe mạnh để xin Thiên Chúa tiếp tục nhiều ơn lành sức cho tất cả những người cầu nguyện trong thánh lễ. Giờ Đức Giêsu, xin cha thương đơn anh chị em chúng con đã đi chậm và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tăng bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng cha mà nay đã liệt khỏi thế. Xin thương hết tay nhau và lương cha mà chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nhờ người cha trong ba chính nhờ người với người và trong người và mọi dân chư và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự lòng nhân từ Chúa ban tặng đến muôn đời. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con.
Đi xin nhìn đỡ đức tin của thần Chúa. Xin đối thương ban cho thần được bình an và nhất cho tâm ý Chúa. Chúa hằng sống và yên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
đây, Chúa nơi bằng miệng tăng, Chúa đã cho chúng con được no to, no lòng, no da. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo lời con. Lời con một Chúa dạy bao, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa, cho phải đau lòng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa quý ông bà và các anh chị em, trong tuần vừa qua, Đức Giám mục Brazil của chúng ta đã gửi ra một lá thư đại khái nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta trong thế giới hỗn độn ngày hôm nay, và đặc biệt trong nhiều năm vừa qua, những cái sự biểu tình xuống đường cũng như những cái sự hỗn độn đã xảy ra trong xã hội chúng ta trở nên thông thường hơn, và chúng ta coi nhẹ cái sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong mùa Giáng sinh. Hoàng tử vô bình an đến với chúng ta, nhưng trong xã hội của chúng ta vẫn tiếp tục xảy ra những sự hỗn độn đó, và đặc biệt trong tuần vừa qua các nhóm bảo hoàn đã tấn công đến cái tình ảnh đặc biệt quốc hội của chúng ta, và đã đưa đến những sự bạo động, những sự tranh chấp chỉ vì những cái sự khác biệt về những cái chính trị khác nhau. Đức Giám mục nhắc định tất cả mọi chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có trách nhiệm phải xây dựng hòa bình, xây dựng thả hơn là phá hủy, và sống cho xứng đáng là ngôi vị con cái của Thiên Chúa. Đừng xúc phạm đến nhau, đừng xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta. Và cái mục đích của Giáng sinh cũng như Thiên Chúa xuống thế làm người để mang lại cho chúng ta sự bình an, và nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta là con cái của Thiên Chúa phải sống trong bình an, trong yêu thương, phục vụ và tha thứ, cũng như sống để làm lễ lòng Thiên Chúa hơn. Thì cũng nhân dịp này, Đức Giám mục cũng muốn chuyển lời tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta ý thức hơn, biết thêm và để ý hơn về những cái sự hỗn độn xảy ra xung quanh chúng ta chỉ vì những cái sự ẩn thô, những cái sự khác biệt mà đưa đến những sự tranh chấp, đưa đến những cái sự hỗn loạn cũng như những cái sự bạo động nó xảy ra. Và cái bộ mặt quốc gia của chúng ta cũng mất đi cái phẩm giá tốt đẹp của nó, cũng như giá trị con người. Tất cả mọi người chúng ta được dựng lên với Thiên Chúa có một cái nhân phẩm riêng biệt, và từ cần phải được tôn trọng, chứ không nên tranh chấp, không nên đàn áp lẫn nhau chỉ vì tiếng nói, từ vì ý thức khác nhau. Và nhà nhắc nhở chúng ta, mỗi khi chúng ta đến dự bằng tiền của Thiên Chúa thì chúng ta cũng nghe thỉnh đọc là chúng ta hãy nhìn nhận tôi chứa lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này, và để nhắc nhở mọi người chúng ta sống, sống tốt đẹp hơn, làm theo lòng Thiên Chúa cũng như hòa bình với anh chị của chúng ta. Xin cảm ơn thầy Phó Tế. Xin kính chào những quý cha thầy Phó Tế và tất cả các bạn anh chị em. Trước hết thì tôi muốn kêu gọi tất cả các anh chị em văn phụ sau thế lễ ở lại ít phút để chúng ta cùng nhau dòng điểm hàng đá. Xin cảm ơn về phía trước. Và thưa các bạn anh chị, hôm nay bạn chúng ta rất vui được xin được chúc mừng đến cháu Maria Ai Vi Phạm, của anh chị Trương Hồng Mai. Hôm nay cháu đã được lãnh nhận phép đi đích trưởng tổng để gia nhập Hồng Thánh Công Giáo. Nhân đây tôi xin thay mặt cho Cộng Hòa xin được chúc mừng cho cháu, và xin chúc cho cháu và hai anh cháu lớn sau này khi cháu lớn khôn, cháu sẽ làm luôn lành luôn sáng và luôn là anh con của Chúa. Và cũng xin được chúc mừng đến anh Trương, chị Mai cũng như là cô Bình là mẹ đỡ của cháu. Xin bạn có thể chúc và anh chị hôm nay cũng là chúng ta rất vui và hân hạnh được thân thiết đồng tế cùng với cha quản của chúng ta, cha Hiệp, cũng như đặc biệt là có cha Phaolô, chị Thủ Sinh, cha Sinh. Đầu tiên hết tôi được khẩu chuyện với cha thì cha cho biết là cha được thu phong lên một cái đi không lâu tại dưới giáo phận Springfield, Massachusetts, và hôm nay cha cũng theo cha cũng đã lên đây để thăm thánh lễ, để và được cha đã được chia sẻ cái bài giảng hôm nay thật là hay và ý nghĩa. Con xin thay mặt cho cộng đoàn xin được cảm ơn cha, và cũng xin trong bài viết kia biết là đó là hết tôi nói chuyện với cha thì cha cho biết là cha mắc phải bên cha tị nạn 17 năm trước khi cha được qua Hoa Kỳ
tôi nhớ là hồi xưa tôi ở bên trại có 2 năm mà có thời gian quá dài quá lâu đi, và trong khi cha ở bên đó tới 17 năm rồi cha mới được Mỹ, nó là quá dài trong thời gian. Cũng xin chia buồn với cha trong thời gian trại bên trại, có biết không vui, có làm nhau có biết mà không vui mà cha phải 17 năm quá xa lâu, và xin khâm phục cha. Và cha ở đây cha cũng được Chúa bảo cha đi theo đời sống tu hành, và cha tôi cũng không lên một biết đây không lâu tại cái địa phận rất sinh tiêu. Và sau trên đấy thì cha cũng sẽ được những cái quyết thờ, thì cha không có thân nhân, không bà con thân thuộc, không bà sư quý này hết. Và sau trên đấy thì cha sẽ quyết thờ quyết bà mẹ của em nằm đến được rồi có chuyện với cha mà con sẽ giúp đỡ gì với cha thì xin quyết bà con kia không vui lòng giúp đỡ cho cha, thì cha không người thân này và xin sự cảm ơn kính quả của tất cả các bà mẹ trẻ. Cảm ơn anh đã nói những lời rất là tốt đẹp với cha sinh. Cộng đoàn của chúng ta là cộng đoàn mà Đức Mẹ, mà thường thường đó là Đức Mẹ ở Mân Côi, nhưng mà thường chúng ta hay nói là Mồ Côi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy nhiều lời cầu nguyện của tất cả quý bà và anh chị em, và nhất là những người đã thành lập giáo xứ của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta đã ra đi cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta đã thấy có hai thầy, và nếu mà Chúa muốn thì thầy Cường sẽ có thể chủ chức trong năm nay hay năm tới. Đó là cái điều mà rất là hân hạnh, và cùng với thầy Phong. Và bây giờ thì hôm trước thì có cha Hiệp, rồi bây giờ có cha Sinh, và trong tương lai có cha thầy Đoàn là sắp xin chức linh mục nữa. Cho nên cộng đoàn của chúng ta rất là hân hạnh đón rất là nhiều các cha, và một lần nữa xin tất cả mọi người cho tất cả các cha cùng với thầy một tràng pháo tay. Chúa cùng anh chị em